Hello, thân chào quý anh chị và các bạn. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi review cái dự án Đại Quang Minh mà hiện tại là ô tô Trường Hải đang nắm giữ. Thì dự án Đại Quang Minh là một trong những cái dự án được đánh giá là khá là lớn, hành tráng nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn 2017. Đây thưa quý anh chị và các bạn, đây là toàn cảnh khu Đại Quang Minh. Đây ạ, khu nhà của Đại Quang Minh thì họ xây khá là thấp tầng và gần bố trí giống như là của bên Phú Mỹ Hưng. Ở phía 3 tầng dưới là khu gọi là trung tâm buôn bán kinh doanh. Còn ở phía trên thì có Sarami. Đây là một trong số những cái mà đã hoàn thành đang đi vào hoạt động của Đại Quang Minh. Đây. Đây là khu shop house. Đấy, trục này họ làm nhiều block đây. Sarami chạy dọc ra sát bờ sông Sài Gòn ở phía cuối đường đấy. Đây thưa quý anh chị và bạn. Khá là đẹp luôn, khu này thì khá là đẹp. Phía đầu đường kia là chợ khu đấy, khu đỏ đèn đỏ đỏ đấy, đi qua một chút xíu khoảng tầm 500m là khu C2 mà chúng tôi có từng trao đổi và chia sẻ review với quý anh chị và các bạn. Là khu C2 ở đấy họ cũng đang xây dựng gần na ná giống khu Đại Quang Minh này. Đây các cái trục đường đây. Đây là toàn cảnh khu đô thị Đại Quang Minh Sara của ô tô Trường Hải. Đấy, đây là toàn bộ khu shop house. Dọc đây. Toàn bộ khu vực phía này. À, Đại Quang Minh họ đang xây dựng. Ở góc này thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu đại công trình Đại Quang Minh Sara. Đây là khu đất kim cương của ô tô Trường Hải. Toàn bộ cái khu này thì không biết là sẽ sinh ra biết bao nhiêu lợi nhuận. Đây, toàn bộ luôn. Đại công trình đây, đang xây đây luôn. Và cả tòa nhà ở kia. Cái tòa nhà mà hôm cập nhật dự án C2 tôi chỉ ngay sát cái dự án của C2 đấy. Đây là phía cổng sau của cái khu Đại Quang Minh. Đấy, bên một tòa nhà này cũng đang làm. Thì đây như vậy là chúng ta đã review toàn cái cảnh đại công trình của gọi là Sara của Đại Quang Minh, ô tô Trường Hải đấy quý anh chị bạn. Sắp tới đây thì ô tô Trường Hải lên sàn thì không biết là giá là sẽ là bao nhiêu. Quá xịn luôn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong một cái video review khác. Mong rằng là những cái thông tin chúng tôi đi review như này thì sẽ giúp cho những anh chị ở xa không có điều kiện đến thăm công trình của doanh nghiệp những cái thông tin để đưa ra những cái quyết định đầu tư cho nó đúng hơn. Và mong nhận được cái sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn bằng những cái like cho video này, cũng như là chia sẻ video này tới cộng đồng. Và nhớ là nếu chưa subscribe thì anh chị và các bạn nhanh chóng sub kênh để tăng số lượng người dùng của kênh lên, để giúp ích cho chúng tôi ngày càng đưa những cái thông tin tới cộng đồng. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.